John đang trên đường trở về quận Cầu Giấy để lấy kinh nghiệm đi xe ôm, xe bus ở đây như thế nào. Tình hình mới bị lừa 40.000. Nói chơi thôi chứ cũng không có lừa gì, là tôi nở bên đường có chiếc xe ôm năn nỉ đi, thấy tội lên luôn. Từ bên đường đưa qua bên này 40.000. Tới điểm dừng xe bus ngay đây à, thì hiện tại nó hiện lên là Long Biên, bến xe nước ngầm Kim Mã, bệnh viện nội tiết cơ sở 2, giờ số 04 với số 99, số nào đẹp các bạn? Số 99 đúng không? Nghe nói xe bus ở đây là chạy tới 10 giờ lận. Ui xe bus, rồi xong luôn rồi, đi luôn rồi. Quả đúng như lời của em nhân viên tại Gamuda đã nói, ra Hà Nội đi xe Grab mới là tiện lợi nhất. Đúng thật. Bây giờ là phải bắt xe Grab đi thôi các bạn ơi. Không có đi Grab là không có được đâu. Ra ngoài đây là dễ bị xe ôm chặt chém nè, xe gì cũng chặt chém mình hết trơn. Chuyên gia thiết kế phần mềm kìa. Đi theo Tion nhìn thảm ghê chưa. Mệt mỏi luôn. Các bạn muốn làm chuyên gia thiết kế phần mềm, thiết kế website, thiết kế app ứng dụng, thiết kế game không? Đi theo tiên cá là phải chịu cực vậy đó. Đi làm mà đi làm xa nó mệt mỏi lắm. Bởi vậy rất ngại đi làm ở xa. Nhưng mà thôi, phải cố gắng thôi các bạn ơi. Vì tương lai thiên nhiên động vật Việt Nam, với lại làm những dự án có ích cho môi trường thì phải làm. Bắt buộc phải làm. Chịu thiệt một chút cũng không sao. Ok. Grab sự lựa chọn hoàn hảo. Sự lựa chọn quá hoàn hảo. Không có Grab chúng ta chắc chết. Nãy từ đây băng qua bên kia đường thôi, thấy ông xe ôm tội quá, ông gọi hoài. Băng qua bên đường ông cho 40.000. Hồi nãy ở trong công ty nói đi Grab là ok rồi, không chịu nghe lời, muốn trải nghiệm cảm giác khổ. Trời ơi, giờ vô Grab coi, ngồi sướng không? Mùi lá thơm nữa. Quá chuẩn. Được nghe nhạc nữa. Công nhận đường xá nó bụi ghê vậy trời. Em dưới quê mới lên. Thấy thành phố ô nhiễm quá em. Tầm 280 một người đi limousine. Xe limousine giường nằm. Ra tới Hạ Long. Trời ơi. Thử không cậu? Chúng ta mới chúng qua ăn cơm đi rồi ngủ nó đi. Ờ. Dạ. Xe thường nằm thôi, chứ còn xe limousine thì nó đi nhanh hơn. Limousine, cuộc đời chưa bao giờ được đi chiếc xe đó. Xe Fortuner 16. Vậy gọi xe đó ở đâu vậy anh? Lên trên mạng. Lên trên mạng, xe limousine giường nằm Hà Nội ra Hạ Long ha. Dạ em cảm ơn anh chỉ điểm, hay quá. Hồi đánh dấu cho anh 5 sao nha cậu. 10 sao. Có 10 sao quất luôn, thả tim luôn càng tốt. Đi sáng giờ cũng đi trải nghiệm thử á, nên đi xe bus rồi nè, đi xe ôm rồi nè, giờ đi xe Grab rồi nè. Giờ hồi tối nay đi limousine nó chạy. Đi Pháp Vân Đồng làm gì? À, đi qua bên cái Gamuda bên đây nè,
cái khu dự án bên này. Vậy là bữa nay là mình trải nghiệm tất cả các phương tiện tại Hà Thành rồi nha. Và mình đánh giá là cái phương tiện tốt nhất là Grab. Rồi tối nay đi limousine coi sao. Grab là cho trăm sao rồi đó. Xem đây, coi nhà cửa ở Hà Nội đây. Ôi, tòa nhà cao thiệt là cao, bự thiệt là bự. Ghê vậy, xây nhà bự vậy luôn hả? Khủng khiếp. Còn khu nhà cửa cao to hơn nữa hả? Tên là Cang Nam luôn. Tên tiếng Hàn á hả? Khu Cang Nam luôn. Nhà cao chót vót. Hồi nãy anh nói là sao? Một cái tòa nhà là chứa được cả huyện luôn hả? Bằng dân số. Khủng khiếp. Dân số của một tòa nhà bằng nguyên cái huyện luôn. Vậy mấy cái tòa nhà ở đây là có hồ bơi hết đúng không? Nhưng mà chắc trong này nó không có cho mình vô bơi đâu đúng không? Mấy tòa nhà mua vé vô bơi được. Ok. Giới thiệu với các bạn, đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam nha. Khu Cang Nam. Là khu này, tòa nhà cao nhất Việt Nam là ở Hà Nội. Trời đất ơi. Bự gì? Ghi tiếng Hàn không nữa. Dữ dằn không? Lotte Cinema. Wow. Dân Hà Nội già quá. Rồi, cảm nhận buổi tối của Tion về Hà Nội nha. Nóng giống như buổi trưa. Bụi rất là nhiều, khói xe. Kinh khủng. Nguyên nhân là cây xanh bóng mát không có, mà đi xe hơi nhiều quá, nhiệt năng thải ra nhiều quá, làm cho thành phố nó nóng. Ok. Hà Nội ơi, sao mà nóng như vậy? Đây là buổi tối mà tưởng như chừng như là buổi trưa. Nóng quá. Không có nắng mà vẫn nóng. Nóng từ khói xe, bụi xe, ô nhiễm.